Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý của trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ bật mí tới các bạn những công dụng tuyệt vời mà nước bổ gan bio mang lại. Gan là một trong những nội tạng lớn nhất của cơ thể con người. Ở nó đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình là chuyển hóa cũng như là dự trữ các chất cần thiết. Tuy nhiên, Quan trọng là vậy nhưng gan lại là một trong những cơ quan dễ bị tổn thương nhất bởi các tác động từ bên ngoài. Ở đơn cử như là việc chúng ta phải thường xuyên nhậu nhẹt, tiếp xúc với rượu, bia, các chất có cồn hay là việc chúng ta thường xuyên phải ăn các thực phẩm độc hại có hại cho gan. Và gan chính là cơ quan đầu tiên tiếp nhận các chất độc hại này và xử lý để cơ thể của chúng ta không bị nhiễm độc. Chính vì vậy thì có thể nói mà tại sao gan là một trong những cơ quan dễ dàng bị nhiễm độc nhất của cơ thể. Uh, nhiều người thì chọn các phương pháp giải độc gan chẳng hạn như là sử dụng thuốc kháng sinh hay là sử dụng những loại thực phẩm uh, bổ cho gan Tuy nhiên một trong những phương pháp mà được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay mà có thể là quý vị chưa biết đó chính là sử dụng nước bổ gan Hàn Quốc Bio chắc hẳn trong các bạn ở đây sau mỗi lần nhậu nhẹt thì sẽ cảm thấy là đau đầu mệt mỏi hay là chóng mặt phản xạ của cơ thể chúng ta kém đi Ờ, nặng hơn một chút thì uh, chúng ta có thể là bị ngộ độc tiêu chảy nhẹ hay là mất nước và mất khả năng tập trung cũng như là việc chúng ta dễ cáu kỉnh với mọi thứ xung quanh và nhạy cảm với ánh sáng uống rượu thường xuyên theo thời gian lượng độc tố từ rượu đi vào trong cơ thể thì tích tụ nhiều làm tăng nguy cơ gây bệnh chẳng hạn như là thoái hóa chức năng gan sơ gan thậm chí là ung thư gan và gây tử vong khi mắc các vấn đề về gan thì chúng ta thường có thói quen là bỏ qua các dấu hiệu ban đầu và sử dụng các loại thuốc tây hay là kháng sinh. Tuy nhiên thì chính điều này lại gây hại cho gan của bạn không ít và khiến gan của bạn ngày một yếu đi. Và để tăng cường chức năng gan cũng như là giải quyết các vấn đề về gan thì bạn có thể áp dụng chế độ ăn uống như bác sĩ khuyên hay là kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao hợp lý. À, tuy nhiên thì bên cạnh đó nước bổ gan bio là một giải pháp tuyệt vời dành cho những người đang mắc các triệu chứng về gan cũng như các bệnh liên quan về gan. Vậy vì sao Kiều Anh lại nói nước bổ gan bio lại có những công dụng tuyệt vời như vậy? Là vì nước bổ gan bio được chiết xuất từ thành phần chính là hoa và quả của cây nho khô phương đông, một loại thảo dược rất tốt cho gan. Ngoài ra thì cũng có thêm nhiều loại thảo dược có lợi khác trong sản phẩm này, chẳng hạn như là táo đỏ Hàn Quốc, quả sơn trà, quế, địa cốt, ngũ vị hay là cam thảo sản phẩm nước bổ gan bio không chỉ là giúp giải rượu bia giảm những tác hại của rượu bia tác động lên gan mà sản phẩm này còn có công dụng tích cực trong việc làm bồi bổ gan hồi phục gan hay là cải thiện chức năng gan đang suy yếu của bạn và những tác dụng cụ thể của nước giải độc gan bio chính là giải độc ethanol do rượu gây ra bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của rượu hay thứ hai chính là giải độc gan làm mát gan thanh nhiệt bài trừ độc tố Thứ ba là hỗ trợ phục hồi các chức năng gan ở bệnh nhân suy gan cấp và mãn tính. Thứ tư đó chính là phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc bệnh về gan như là viêm gan, sơ gan hay là gan nhiễm mỡ. Hoặc thứ năm là giảm triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ở những người thường xuyên sử dụng rượu bia và chúng ta bị say rượu. Thứ sáu đó chính là một trong những công dụng tuyệt vời nhất của nước bổ gan bio, đó chính là thanh lọc cơ thể, Giúp chị em phụ nữ có được làn da sáng đẹp, giảm hẳn mụn nhọt, trứng cá, mề đay, mần ngứa do nóng gan Và Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng tuyệt vời như vậy của nước bổ gan bio Thì tất cả các anh chị em ở đây đều muốn sử dụng ngay lập tức sản phẩm này Để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình đúng không ạ? Và nếu như các anh chị em còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm nước bổ gan bio Hàn Quốc ở đâu Để có thể lại yên tâm sử dụng cũng như là không phải lo lắng trong quá trình sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước bổ gan bio đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là nhận được những tư vấn trực tiếp về sản phẩm là nước bổ gan bio cũng như là những sản phẩm chính hãng khác đến từ Hàn Quốc. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho anh chị em những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!